Lên cái thiếu chạy lên. Ghê vậy. Chạy về lên thấy còn 200 rồi. Rồi sao rồi đó, hiểu rồi đó. Nhưng mà mới ứng là 1 triệu dữ. Vậy rồi mất 1 triệu luôn. Không, ứng 1 triệu. Mất 1 triệu. Ghê. Em ứng tính cho nên nó 500 mà. 500 mấy mà. Rồi tiền đi đâu, nó làm gì rớt. Giữ tiền không cẩn thận. Quẹt. Né về. Ủa, cái bài này đẹp quá ha. Tôi rất là ok. Chứ sao đẻ ít á. Để nó đẹp chó. Để có bốn con.